Ok, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của tôi. Thì đây là cái con sáo mà có video trước ạ. Sáo miệng bằng xốp và vỏ lon coca. Đấy, thì đã có rất nhiều bạn đã bình luận mình là làm sáo bằng giấy các bạn nhá. Nhưng phải là toàn bộ hết bằng giấy các bạn ạ. Phải toàn bộ hết bằng giấy luôn. Tức là cả ống sáo và lắp sáo đều phải làm bằng giấy các bạn nhá. Thì ở đây tôi đã chuẩn bị đây là giấy bìa các bạn ạ. Giấy bìa. Đấy, giấy bìa cắt tông ấy, một hộp nước này để làm ống và một đoạn cũng bìa mỏng nữa để làm miệng sáo các bạn nhá. Thì ok, thì tôi cũng làm luôn rồi, trời cũng khá lắng mọi người ạ, và cũng không được quạt nữa. Đấy, thì là tôi phải triển khai luôn nhá. Đầu tiên thì mình sẽ chọn ra một mặt phẳng và đều nhất trên bìa cắt tông để làm một đoạn ống cho con sáo. Thì ban đầu bìa cắt tông của mình đã chọn là hơi cứng các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ chọn một ống nhựa nhỏ để mình uốn tạo lớp tròn vòng cung đều hơn cho cái miếng bìa cắt tông này. Tiếp theo đó là mình sẽ dùng một đoạn ống to hơn để uốn lớp tròn theo cố định như cái đường kính mình đã đề ra ban đầu. Thì đầu tiên là mình sẽ uốn ở giữa trước, sau đó mình uốn sang hai bên đầu để cho nó thật là tròn đều các bạn nhé. Và đường kính ống mình sử dụng lần này sẽ có độ khoảng là 5 cm, tương ứng với ống sáo giấy lần này của mình sẽ là khoảng 5 cm nha các bạn. Để tạo vách ngăn cho cái ống sáo á thì mình cũng dùng giấy hết các bạn nhá. Và mình sẽ in cái ống mà 5 cm đó xuống cái bìa giấy rồi cắt làm bốn miếng nhỏ hình tròn. Đấy. Rồi mình ghép hai miếng vào thành một, tạo ra hai cái vách ngăn cho cái ống sáo. Tiếp theo là mình sẽ đo xem cái chiều dài của cái ống sáo này là bao nhiêu, rồi mình chia đôi nó ra, rồi từ cái tâm chính giữa đó mình sẽ chia đều sang hai bên, mỗi bên là 1 cm, là tức là cái nơi mà để đặt, tức là cái nơi mà để mình đặt cái vách ngăn đó các bạn. Ban đầu thì mình vẫn dùng keo chết ngay thôi các bạn nhé, gắn để cho nó cố định. Ban đầu sẽ là cho một miếng đầu tiên, tiếp theo là đến miếng thứ hai. Khi miếng đầu tiên đã cố định thì mình sẽ đặt miếng thứ hai vào. Đó, chỉnh cho thật là cân bằng. Khi cái công việc làm ống sắp kết thúc thì mình sẽ luồn cái ống mà 5 cm đó, có đường kính 5 cm đó vào trong cái ống sáo bằng giấy để cho có độ căng tròn, rồi mình sẽ gắn nốt keo chết ngay cho hai cái điểm tiếp xúc này nó được chặt chẽ hơn các bạn nhé, sẽ được tròn hơn đó. Rồi mình cắt đi những phần thừa. Các bạn có thể quan sát thấy đó là mình làm rất là kín. Đấy, phải làm kín thì sáo mới có thể kêu được. Về phần làm lắp sáo, cái miệng sáo đó các bạn, thì mình vẫn dùng giấy. Và mình sẽ dùng một cái ống nhựa có đường kính khoảng hơn 7 cm các bạn nhé. Đấy, để cắt tạo ra cái lắp sáo của nó. Về cái việc chia miệng sáo như nào ấy thì mình vẫn làm hoàn toàn với cái công thức đó là lấy đường kính chia cho 46 các bạn nhé. Đấy, còn cái phần từ phần nữ gà trở đi ấy, thì mình sẽ phần nữ gà mình sẽ bớt, đó là khoảng độ hơn 1 phần 3 cái lòng trong của sáo các bạn nhé. Thì do cái lắp sáo này nó phẳng nên mình sẽ phải cắt cái khoảng giữa ra như các bạn đang nhìn thấy, rồi gặp nó lại sẽ tạo ra một hình như là chiếc lón đó các bạn. Tiếp theo đó là mình sẽ in hình cái đường kính của ống sáo giấy này vào lắp sáo để mình có thể biết được đó là cái chiều dài của cái miệng sáo nó là bao nhiêu các bạn nhé. Tức là độ rộng thì biết rồi, nhưng mà chiều dài của miệng sáo đến đâu thì mình phải in cái đường kính của ống sáo vào thì chúng ta mới biết được. Chiều rộng của miệng sáo thì mình sẽ lấy 50 chia cho 46 là hơn một phân các bạn nhé, hơn 1 cm, miệng sáo sẽ rộng hơn 1 cm. Mình sẽ dùng cái
dao tem các bạn, dao tem là cắt nhỏ giống như một cái dao dọn này thì sẽ làm thì dễ hơn các bạn nhé. Về phần lưỡi gà thì cũng làm dễ thôi các bạn, thì một cái miếng giấy nhỏ đủ với chiều dài của cái miệng sáo đó, đặt rồi dùng keo trên ngay gắn liền là xong thôi. Kết thúc đó là mình sẽ dùng keo lến để cho nó nhanh cũng đủ chắc chắn để giữ cái nắp sáo với cả ống sáo các bạn nhé. Hey các bạn nha, thì đây là chiếc sáo bằng giấy mà hoàn toàn là bằng giấy các bạn nhá, mà mình đã hoàn thành xong. Thì nhìn qua thì có thể đoán được kết quả rồi các bạn nhá. Đấy, bây giờ thì các bạn hãy cùng mình im lặng một chút các bạn nhá, để mình thử xem nó có thể kêu không các bạn nhá. Phải im lặng. Các bạn cố gắng lắng nghe nhé. Đấy. Ui. Đấy. Ôi giời ơi, luôn các bạn. Ôi giời ơi. Các bạn ạ, thực sự là cái sáo này cười ỉa luôn các bạn. Mình làm đúng cái công thức mà mình đã làm một con sáo Coca-Cola đó các bạn. Đấy, con sáo mà bằng xốp á, và nó đã kêu các bạn nhá. Mình nghĩ là cái miệng thì không vấn đề gì. Cái vấn đề chính nó là cái ống này các bạn này. Cái ống này kín thì mình nghĩ là mình đã làm kín rồi, nhưng vấn đề nó làm bằng giấy thì mình không biết là nó có ảnh hưởng đến cái tiếng tạo ra tiếng kêu hay không các bạn nhé. Nhưng mà thôi, ok thì mình cũng hoàn thành cái thử thách của các bạn rồi, đã làm một con sáo mà hoàn toàn bằng giấy. Ok thì cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu mọi người thích video này thì mọi người hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh cho mình. Đấy, và bạn nào có thể biết được lý do nó không kêu thì các bạn bình luận ở phía dưới các bạn nhé. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.